Chào các bạn, video này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về hai hàm VLOOKUP và HLOOKUP. Cả hai hàm này đều là hàm dò tìm, nhưng các bạn có để ý là chữ V đứng trước trong VLOOKUP là viết tắt của Vertical, tức là chiều dọc. VLOOKUP tức là tìm kiếm theo chiều dọc. Hàm này chỉ tìm kiếm trong một cột, trong khi chữ H ở trong HLOOKUP là viết tắt của Horizontal, tức là tìm kiếm ngang trong một hàng. Tiếp theo các bạn cùng tìm hiểu cách sử dụng hai hàm này qua các ví dụ sau đây. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu VLOOKUP qua ví dụ này. Đối với yêu cầu này thì các bạn sẽ điền phụ cấp ở bên dưới dựa vào thông tin loại. Thì chúng ta sẽ dựa vào loại đây. Để làm được điều này thì các bạn cần phải có thông tin ở trên này và tra xuống cái bảng bên dưới và lấy thông tin phụ cấp tương ứng. Thì đối với dạng này chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP. Mục này chính là cái giá trị tìm. Trong trường hợp này đó chính là cái số loại. Các bạn đưa cái thông tin này vào đây. Tiếp theo là Table Array, chính là một cái mảng dữ liệu để dò tìm lấy thông tin. Table Array trong trường hợp này chính là vùng này, do chúng ta sẽ sao chép công thức lại ở những cái ô bên dưới khi mà chúng ta hoàn thành, nên là cái địa chỉ này thì các bạn sẽ cố định lại vùng địa chỉ này, chúng ta cố định lại bằng cách nhấn phím F4. Chúng ta qua mục tiếp theo, đó là CallIndexNum. Thì cái này chính là cái chỉ số cột. Đó chính là chỉ số cột của bảng ta vừa truyền vào. Thì cái bảng này chúng ta thấy là có hai cột. Và chúng ta lấy thông tin ở cột số 2, thì các bạn gõ vào số 2. Phẩy. Mục này chính là cái kiểu mà chúng ta sẽ dò tìm. Ở đây có hai kiểu dò tìm. True chính là dò tìm tương đối. Còn false chính là dò tìm tuyệt đối. Các bạn có thể gõ 1 cho trường hợp này và số 0 cho trường hợp này, hoặc là chọn nó là chọn false. Chúng ta cần tìm là tìm tuyệt đối, tức là những cái loại nào mà có số 2 thì tìm ở số 2, số 3 thì tìm tương ứng số 3, tìm chính xác luôn. Còn cái mục còn lại thì chúng ta sẽ tìm qua ví dụ tiếp theo, các bạn sẽ thấy được chúng ta sử dụng như thế nào cái kiểu dò tìm mà tương đối á. Nó đã hoàn thành được xong về thông tin phụ cấp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục qua một cái ví dụ tiếp theo mà mình đã nói. Đó là trường hợp tiếp theo chúng ta tìm về kiểu dò tìm tương đối, cũng tiếp tục với hàm VLOOKUP. Phần đầu tiên này chúng ta sẽ đưa cái giá trị tìm vào, chính là cái mà sẽ dò vào bảng bên dưới. Table Array thì tương tự là cái bảng thông tin mà nó sẽ dò tìm và lấy thông tin ra. Nó sẽ dò ở cột đầu tiên và lấy thông tin ở cái cột chúng ta sẽ chỉ định. Chúng ta bấm phím F4 để cố định cái bảng này lại. Ở những cái phần ô phía sau mình sao chép công thức thì nó vẫn không thay đổi cái bảng này. Chỉ số cột chúng ta lấy đó là chỉ số là cột số 1, 2. Chúng ta lấy ở cột số 2. Rồi kiểu dò tìm. Bài vừa rồi thì chúng ta đã tìm với là kiểu dò tìm tuyệt đối, tức là trùng với thông tin thì nó sẽ lấy ra. Còn ở phần bài này á, thì chúng ta sẽ dò tìm với kiểu dò tìm là tương đối. Đối với kiểu dò tìm này thì các bạn lưu ý là chúng ta phải có những cái giá trị dò bên dưới này nó phải được sắp xếp từ nhỏ tới lớn theo như ban đầu. Chúng ta dò nó chính xác được. Bây giờ mình sẽ chọn kiểu dò tương đối. Chúng ta có thể chọn vào đây hoặc là chúng ta có thể bấm số 1 cũng được. Đối với trường hợp như này chúng ta bấm số 0.
Giờ các bạn quay lại chúng ta tìm hiểu xem nó sẽ dò tìm như thế nào. Đầu tiên là cái giá trị tìm, chính là ô D4. Nó sẽ lấy cái giá trị trong ô này, nó dò vào phía bên dưới. Tiếp theo, cái bảng thông tin. Một tiếp theo là cái thông tin sẽ lấy ra ở cột số mấy, đó là cột số 2. Kiểu dò số 1, tức là dò tìm tương đối. Đối với kiểu dò tìm này thì các bạn thấy trong trường hợp là điểm trung bình 4.6 thì nó sẽ đem dưới đây và nó dò vào. 4.6 thì nó sẽ nằm ở trong trường hợp này, nó nằm ở mức yếu, nó lớn hơn 0, nó chưa qua được mức này nên nó vẫn nằm ở trường hợp là yếu. Tiếp tục, đối với trường hợp là điểm trung bình là 5 thì các bạn thấy là 5 nó đã qua mức này rồi, nó đã nằm ở trường hợp này rồi nên là sẽ lấy cái thông tin tương ứng ra, đó là trung bình. Đối với 8, 8 thì nó sẽ nằm ở trên này, nó sẽ qua mức 7 nhưng mà nó vẫn chưa tới mức 9 được nên là sẽ nằm ở lại ở vị trí này và lấy ra tương ứng nó là khá. 9.6, 9.6 thì các bạn thấy nó qua mức 9 này, nó đã qua mức này rồi nên là sẽ lấy là giỏi luôn. Và 7.6, 7.6 thì nó qua mức 7 điểm nhưng mà nó vẫn chưa tới được mức này nên nó vẫn ở trường hợp là khá. Đó là cách dò tìm tương đối với hàm VLOOKUP. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm HOT LOOKUP. Hàm này cách sử dụng cũng tương tự như hàm VLOOKUP thôi, nó chỉ khác biệt đó là cái bảng tra thông tin ở bên dưới này là cái bảng dạng nằm ngang, dạng dòng, tra theo dạng dòng. Còn ở bên này thì nó sẽ dạng cột, thông tin tra ở một cột và thông tin lấy ở một cột khác. Còn ở đây thì thông tin tra ở một dòng và thông tin lấy ra ở một dòng khác. Hai bài này thì giống như nhau. Cũng là cái giá trị tìm lookup value mình sẽ đưa vào loại table array cái bảng chúng ta cần lấy thông tin ra, cái bảng chúng ta cần tra và lấy thông tin. Ở cái bảng này thì các bạn cũng bấm phím F4 để cho nó cố định lại, bởi vì những cái ô phía sau mình sao công thức thì nó vẫn không thay đổi vị trí đó. Qua mục tiếp theo chính là cái chỉ số dòng. Các bạn thấy là hàm sẽ tìm ở dòng đầu tiên và lấy ở một cái dòng mà chúng ta sẽ chỉ định trong cái bảng. Dòng số mấy thì chúng ta nhập số vào, dòng là dòng số 2, các bạn gõ số 2. Kiểu tìm, đây là kiểu tìm tuyệt đối. Trùng thông tin thì nó sẽ lấy ra thông tin tương ứng ở cột đó. Ta gõ số 0 hoặc là chúng ta chọn vào mục này. Ở đây mình sẽ gõ số 0. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu lại một lần nữa về cú pháp của hàm và cách hoạt động nó như thế nào. Đầu tiên là cái giá trị tìm sẽ lấy ở đây. Sau đó hàm sẽ đem cái giá trị tìm nào tra vào bên dưới, tra vào dòng đầu tiên, nó sẽ tra trùng vào đây. Và tiếp theo là hàm sẽ lấy ra cái thông tin tương ứng với vị trí vừa trùng đó. Số 2 thì là 100.000, nó sẽ lấy ra 100.000 do chúng ta đã chọn kiểu dò tìm tuyệt đối rồi. Bây giờ mình thử thay đổi cái loại này, ví dụ như các bạn gõ số 5. Do là không có thông tin tương ứng với số 5 nên là nó sẽ trả ra cái ký hiệu này. Không có dữ liệu nó dò tìm thấy.